dẫn cả nhà đi chăn lưới buổi sáng nha cả nhà. Đây là khúc con kênh mà khúc dưới nè. Hôm nay thì có thêm chiếc xuồng, thấy ghê không? Nhà có hai chiếc xuồng á. Nhưng mà xuồng này xuồng mượn nha cả nhà. Của chú đi cắt cỏ. Hôm nay anh em mình sẽ dăng ở cái đoạn gạch kinh này luôn. Nước hơi nhiều. Cũng như nhăn dăng rồi để chiều anh em mình có vợ. Cái tay lưới mình cũng dài mà. Kiếm cá ở đây có cá thác lát, rồi cá này kia nhiều lắm nha. Để tôi ở thằng ở giữa luôn nè. Chị có được chiếc xuồng đi dăng lưới cả nhà. Giờ tối cái chiếc xuồng chú đem cất rồi, giờ không có chiếc xuồng giờ béo phải lội nè cả nhà ơi. Lạnh không? Đúng rồi, ngon mà nó hơi sâu quá nè mọi người. Nó giật giật như heo béo. Đó, con kìa. Này chắc bữa đủ bữa cơm. Không có con gì hoành tán hết trơn ta. Là kia hay thấy tắng tắng nữa gì á. Không biết được ạ. Ừ, có cái đó. Con gì đây hồi rồi hả? Phi luôn. Có phi luôn hả? Con gì ta? Gì bự vậy béo? Để cứ phi cho bá luôn. À, anh cà phê. Mới thấy nó lên tưởng luôn con gì béo ơi. Cuối cùng luôn cả nhà ơi, được có 5 6 con gì hè. Buồn luôn. Trời ơi, cà phê quá trời luôn mày. Coi coi. Anh cà phê. Dạ dạ lên coi. Này hờ anh cà phê. Dạ. Quá luôn rồi cả nhà. Còn mấy con nữa. 5 6 con. Ừ. Cơ bản đó. Thất thu rồi. Đó, về. 4 con. Ủa 5 con hả béo? Con hả? Hả? Con nữa. Được mấy con? 5 con hả? 2, 4, 5, 6 con. 6 con hả? Còn con nữa không? Con nhỏ mà mập về 2 con nữa. Chưa coi hết. Kìa dưới còn con nữa kìa. 7 con hả? Kìa bà, đủ bữa cơm. Dư bữa cơm cho hai anh em mình nè. Ngon ăn đi bán gà nướng. Này vợ sống không béo? Chắc ra gọn sống nè. Cái con này còn thở. Con quá bự. Ờ trời trời. Mình bỏ vô cái dèo nó sống rồi. Dư sức. Mình bắt lên cho tôi nha. Ừ. Rồi, hẹn cái nhà gặp lại cái nhà ngày mai nha. Gặp anh Cát Huy ngày mai nè. Rồi. Cái nhà ơi, hôm nay thì bây giờ sáng nay thì anh em mình chơi xử mấy con cá nha. Lần này thì đi nó không có bội thu như lần trước nữa, nhưng mà quay cái cảnh đầu thấy nó đẹp quá, bỏ thì uổng quá cả nhà.
nhưng mà nói thì nó ít, nó không bội thu thôi, nhưng mà ít cá này anh em mình cũng đã đủ một bữa cơm rồi nè cả nhà. 2, 4, 6, 7 con, ba con bự, hàng ngày hàng béo nó ngựa ngựa, nó bằng cái không có sắp rồi cả nhà. Rồi bây giờ thì bên xích chiên nó ăn với nước mắm xài thôi nha cả nhà, tại vì ít quá bên không có kiếm được cái món nào mà cho hoành tán á, nó ít với lại nó nhỏ nữa. Thôi bữa nay chiên ăn mắm xài được rồi. Rồi bây giờ thì bên sẽ xử nha, làm cái tô nước mắm trước đi. Nên này tỏi ớt đầu bên đã đâm sẵn hết rồi nè, tỏi ớt với xài rồi nè, bên đã sẵn hết rồi. Này mình nó chua thì đường nó hơi nhiều. Cái này á mình trộn này mình làm giống như nước mắm chua vậy cả nhà, sau đó mình bỏ xài vô mình trộn, nhưng mà mình ăn chanh thì ít thôi chứ đừng có nhiều quá, nhưng mà nhất định là xài, ví dụ chua ít chua nhiều mình cũng sẽ dằn một ít nước chanh vô nha, nước chanh nước hành vô sẽ làm cho nó dịu rồi đó, chứ mà mình không có bỏ vô thì nó không có ngon đâu, nó không có thơm nữa. Ngay ra giữa cậu vô giống như là cái gì kêu bằng cái khúc này là của anh em mình á. Vậy này ra giữa cầu ngồi ăn chưa cả nhà, ăn xong cái quăng hai cái tô cái chén xuống như mấy gạch đâu mà ngon ha. Mà với có tô ăn cơm nữa rồi, rồi. Hai chép này mông cũng chạy ra kìa, nó chạy ra hả? Em nghe sẹt sẹt đó, nó vô luôn cả nhà. Nước mắm chài này không xài thừa đâu, dễ ăn chua phái lắm, hay cũng vậy nữa, phái gỏi. Cái này thì cũng 8-10 giống như gỏi vậy đó, nhưng mà nước nhiều hơn xíu thôi, cho nó vị miếng mắm thì nó mặn hơn. Nè, trong thời gian mà mình chiên cá là cái này nó sẽ thấm nha cái nhà, thấm là xong rồi là dứt nó được luôn á. Có cần em chuẩn bị cho hai cái dĩa thần thánh không? Có chứ. Có hả? Phải có cái mẹt mới được. Cái mẹt này bỏ cái dĩa vô bên góc, cá thì nằm bên dứt. Ok. Rồi, chiên cá rồi cả nhà ơi. Này để băng bên này chút xíu tổng tiếp. Nè, quá tài luôn á. Vậy đi, đơn giản mà. Phải chắc. Chảo nồi chiều nổi 7 con không? Được. Có 3 con nó bự á, mấy con này nó em nó nhỏ lắm. Nhỏ mà nó mập chứ bộ hay. Ừ, con ăn mấy trong quay luôn á. Tháng mưa nè, đủ ăn đủ uống. Lộn đủ ăn. Uống thì duyên sức rồi phải không? Quá đã luôn. Rồi giờ đừng đụng nó, để cho nó vàng nữa mọi người. Vàng xong rồi mình phải trở, chứ mình để mình trở thì nó sẽ bị tóc á. Nó bị bể. Bị bể. Không tóc ra luôn rồi béo. Dễ ha. Nó chiên đủ lửa, nó vàng, nó dễ tóc ra. Lại mình chiên dầu nhiều hả? Đúng rồi, chiên cá này mình bị sợ hơi dầu. Chiên dầu ít rồi nó dính, nó bể con cá mình thấy ghét. Mình thấy vậy là ngon nè. Giờ xa bếp béo đi bới hai tô cơm là vừa luôn á béo. Ok. Ok. Để hai cạnh cho cá nó vàng. Được rồi béo ơi. Vàng tươi luôn nè cái nhà. Béo mới cơm rồi nè. Giờ mình sẽ gắp cá ra nha. Lại một cái lá sen nữa để ra đi. Bụi sen đó còn được mấy ngày nữa béo. Ra nhưng mà nó có kịp tiến độ của anh em mình không á. Không biết được mấy bữa. Mình chiên cá khi mình để lửa nó sẽ nó sôi luôn, mình gắp cá nha mọi người. Đừng có tắt, tắt là nó sẽ bị thấm dầu vô con cá. Nó thấm nhiều lắm á. Mình để cho nó sôi luôn á thì nó không có thấm. Nó sôi sôi ột quá. Hai ba bốn, hai ba bốn sáu bảy, kìa không? Đây còn một con nữa nè. Này mày dễ không? Cái gì? Này. Từ từ. Nước chứ, có nước mắm chan chứ, cái này là nước mắm sồi mà. Nước sồi nó hay gỏi rồi phải không? Ừ. Cái nước miếng rồi. Tăng em mùi xài là vậy em ơi, đặt cái xấu hồi xưa giờ luôn béo. Hay sống đó giờ luôn á. Ai cũng vậy thôi. Ai cũng nghe cái mùi chua chua là nó mệt trong người à. Chan nước vô. Chan nước vô. Gặp hai không có chan đâu, hay gót cái ngào luôn á. Được không mọi người ơi? Có ai thèm món này không? Nó không cao sang nhưng mà nó rất là thấy thèm. Ghét cá gạo chiên. Hết luôn đi.
Tao không biết nữa, nãy nó khồi giờ phai là hay đổ cái hào luôn rồi. Cái ngựa ngựa ngửi mút á. Nó vô không đâu đầy đâu. Mà vậy tôi thấy cái hào luôn em tưởng đâu. Cái dĩ của ta dĩ bự mà kỳ cục. Rồi, rồi luôn. Ngồi đây luôn nha. Nhìn hấp dẫn lắm chứ bộ. Ờ, nhìn cái màu của cái này nó tươi dữ lắm luôn á. Thôi mời cả nhà ăn cơm đi, để chịu không nổi à. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm cùng hai anh em mình nha. Dứt. Trời béo ơi. Trời ơi, hai cái muỗng luôn hả? Dư một. Coi nè. Dứt. Để nước miếng ra nhiều quá, nói chuyện không hay. Em phải lùa bằng muỗng mấy loại ha. Hay là bằng đũa mà. Hay là bằng đũa thôi. Được không? Món này ăn hơi lấy ghiền á. Ăn cơm đi xài giá chiều mình đói bụng sớm quá. Đúng rồi, chắc bánh mì rồi cuốn kêu nữa. Múc ăn xong mới vừa hát cái múc vô bỏ lẩu. Dễ không? Ăn lẩu à? Ừ. Cái này nhỏ mà mập vậy. Mập tầm quay luôn á. Nước chảy vô tim luôn nè. Ừ, chảy về luôn. À, đã bung xương cái tơ luôn hả? Quá ngon. Giờ dễ ăn. Chỉ việc lấy cái xương sống mình ra mà thôi. Còn cái kia mình nhai luôn. Quá giờ. Cái này tròn như bánh tán rồi mọi người. Ngon quá, ống rồi mới ăn. Cá phi này mình phải nướng thầy. Mà phải 7-8 lạng. Ừ. Ký. Nó mới có thịt, mới ngon. Còn ngay mà con cá nhỏ quá, khai chiên đâu ngon. Rồi nướng đâu ngon, thịt đâu có thịt đâu. Nó thịt phải không? Không có thịt luôn. Có được cái đường sống á. Trời ơi, cái nó tàn xuống bàn tao dưới chợ. Đúng chưa? Để. Coi chừng dính quần là được. Nó đâu rồi? Mùng đâu mới lại vậy? Hôm qua cây cộng được. Rồi tới rồi. Để qua cho miếng trái nè mày. Để mình người khóc quá khóc. Ha. Nè. Có thịt ở tẩm nha mày. Giờ thịt vừa xương luôn á. Đó mà xương này mình nghe được, mình nói làm gì sao không được. Ừ. Nó ăn gì nó ăn sang lắm. Nó ăn thịt không mà nghe nha. Coi thương nó mà ăn nữa. Không ai ăn cánh gà mà lừa xương thôi. Đúng rồi, con chó mà ăn cánh gà mà để cái xương hết trơn á. Cà thịt vòng vòng không? Chưa lừa xương à. Có nó. Nó ăn y chang như người ta. Chào thật chụp chồng, nó bỏ hết xương. Nó ghét không? Thịt có hơi nó ngọt á. Ừ. Nó ngọt ngon, nó rất lòng nữa kìa. Có tháng mưa rồi nó mập ha. Nó lắm nhờ. Bụng gông không? Ừ. Tháng nắng mà tháng mưa, tháng nước nặng. Trời ơi. Tại dưới kinh đâu còn cỏ đâu ăn. Kìa sao mập. Hai cái miếng sườn ăn nó dai, rồi nó sướng, nó giòn. Ủa cái này mình đâu có tầm bầu nữa hả? Không. Nó bầu đâu? Có biết đau với mướp hả? Nó ăn mướp hả? Có mấy con dưa ăn. Sao bữa nghe nói bí bầu bầu nhưng mấy bữa nay dầm dầm thấy sao nó không có cái gì bằng nữa tao. Ừ. Đau với mướp. Bị đau mất anh em đừng nấu món nữa. Biết gì không? Làm gì? Nấu nước uống. Đúng cách nấu á. Giải nhiệt, giải nhiệt. Ừ. Nấu nước bị đau cái nhà. Nấu nước cũng nấu thì tại mới đau á. Rồi có nhiều cái kết hợp cho nữa chứ không phải là riêng cái trái bị đau không. Nấu chừng mua cái canh chừng 30 lít á. Nấu bạn canh để dần. Bỏ tủ lạnh à. Bỏ tủ lạnh. Hay ghê vậy chứ. Nó nói chứ bà cái nước đó hay yên tâm hay lo được
nước ngọt ngọt thơm thơm là hay đâu được. Lần can 30 lít luôn hả? Ừ. Bởi tụi đông mình á. Ở đây ai mà chưa ăn cực chút xíu là không sợ không có đồ ăn. Chứ cần một tháng là tiền gạo hả? Ừ, tiền gạo thôi. Cây tái, cây những cây rau dạng như rau vườn á mọi người. Rau muống rồi rau tự trồng rồi ba cái cá này cá kia nhiều lắm. Rau thập tàn rồi ha, nó tự mọc á. Nếu mà thật sự mà sau này có thời gian nhiều mà cả nhà coi anh em mình đi bắt cá đồng mà không chán hả? Anh em mình đi bắt cá cả ngày coi. Ngày nào cũng có cho mọi người coi, chỉ là biên sợ là bắt hoài có 2-3 con cá là không biết làm cái gì nhiều á. Không có làm món gì mà hấp dẫn cho cả nhà xem thôi, nhưng mà thật sự cá rất nhiều dữ lắm. Anh em mình canh ngay con nước gông mà cái chỗ mà sáng nay anh em hôm qua anh em giăng lưới mấy cá phi nè. Mà nước nó gom rồi nhỏ nhỏ ít ở dưới dòng á. Đó bắt cá. Nó nổi quá trời luôn. Nổi nhiều lắm. Tại vì nước sâu quá, lúc mà Kha đi thăm lưới cái nhà thấy Kha mà nhà đội không có tới dai á. Cái này là văng này giống như văng hên thui thôi cái nhà. Còn nếu mà đúng ra mà để muốn bắt cá là phải canh con nước gông. Đúng không? Đúng rồi. Nước gông còn một miếng nước ở giữa thôi. Nó cạn á, là cá nó khó chạy á. Như là cái tay lưới của anh em mình nó sẽ hết cái mặt nước luôn. Cá nó phải đem chuồng. Nó làm sao mà đi dân cá mà gãy theo cái dèo của mình bắt bỏ vô hả? Bắt bỏ vô cho sống chết luôn á. Đụng 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 kéo theo cái dèo ơi sao cái chiếc chuồng ha. Bắt con nào bỏ rộng con đó thì dèo có hay không? Không ra không? Đừng có hỏng. Hãy cho nó ăn cục, nó nằm góc bên đây. Này, đi đây. Đi đây nè. Đi nè. Nè, đi đây. Đi ra ngoài. Đắt quá. Cái bữa này nắng bây giờ mưa quá, mưa quá này tình quán nó lầy tùm lum tùm. Nước bạn nước nó chảy vô. Cho bạn miếng nữa nè, đứng vô quậy tao nha, ngồi nhai gạo gạo luôn. Nó biết nói nhưng mà giòn quá chủ ơi. Nó là chiên cá mà chiên dầu nhiều quá ngon. Còn chiên con cá mà về cái lít dầu cái tán lít chả phòng chiên cá thì nó trời ơi nó bầm dập. Đang sôi mình vớt ít thấm dầu. Chiên cá chiên thịt đầu này ha, cái khúc mà gần tới thôi tắt lửa đi rồi vớt ra cho nó bớt văng. Bớt nóng. Trời trời rút vô hết, nó rút vô ăn ba ngán luôn. Ngon quá. Cho ba cái phần có vẻ giải quá, con dê á. Con dê á hả? Tóc dữ dằn chứ. Mỗi bên đây nó cũng tốt luôn nè, bên đây cha ông đào cái gỗng cũng chôn thân nhóc chứ. Còn cái mẹ ba đổ trên lớp mặt không à. Cũng sao anh em ăn không trường là con cá bự nhất rồi. Trường thường nói vậy á. Nó làm vậy đó, là người ăn cái món nào đó hay làm vậy á. Cái dạng mà ăn mà bắt đầu nó vô bàn ăn cái kiên nể lẫn nhau á, ăn từ từ rốt cuộc ăn cái khúc dưới đầu cái nó no hết tên người ta còn khúc ngon để lại ấy.
thường vậy đó, mình tới đây hay làm hay ấy cũng chịu rất nhiều. Ví dụ như giờ con cá bự có ai nào cần ăn cái mới vô ăn cái sáng con cá bự ăn không? Ừ, không bao giờ. Ngày sáng con cá nhỏ ăn mà tới hồi tới cái con cá bự á thì nó no mẹ hết tên này. Không, ế con cá bự. Rốt cuộc ế con cá ngon nhất. Thế ai cũng vậy. Cá tùm hay là chi gì hết cũng vậy á. Con nhỏ mấy con nhỏ nhỏ ăn. Cái phút cuối cái ế. Công nhận mình có chỗ mình rộng con cá bắt lên mần tươi cũng ngon ghê. Ừ. Thịt nó không có bụng nè, thịt miếng nào ra miếng lấy nè. Cắt. Rồi tươi cũng không ngon mà. Kiểu mà mần tươi mà ở lạnh cũng không ngon bằng. Đúng. Thà mình nuôi mà dèo được. Chịu khó cho ăn. Thầy ăn cắt luôn vậy? Ừ. Nổi rồi. Nổi, nước im nó nổi lắm, sáng nổi nhiều lắm. Có cá bự nổi không? Không, nó nhỏ rồi. Bữa nào mà có cá bự nổi anh em mình sẽ dẫn cái nhà đi trẻ nó luôn. Ừ. Tấu tài cho con bé mới coi. Không hả? Hồi đó ai bóng. Giờ giờ mình gần gần nó mình trẻ cũng được. Nhưng mà không bao giờ khai trẻ được. Khai cánh. Ví dụ ba cái gì chỉ gần gần nó rồi. Không có thương thôi. Chứ khai không có trẻ được đâu. Ừ. Không đủ thế để trẻ đâu. Chứ lại mà cái trẻ mà trẻ mà trẻ gần nó không lẹ bằng cái mình bóng. Rồi, rồi nó thấy nó sẽ chạy. Trời, hồi đó lần đó đi với mấy anh em tao nói mình xa cái chừng tầm khoảng 6-7 mét không có chịch dính vào ngang lưng. Mà hai con cá bự lớn này, hai con cá phi. Cá phi chắc hay nghĩ chắc định ký cái máy luôn á. À, đã không? Mà lớn cái tên ruộng. Ừ, gắn. Gắn bói. Bỏ đi má. Này cái hù tao hoài luôn á. Thống á. Ứng ở tên lộ, cái lộ mà hôm bữa hai anh em hay chở ra đi kiếm cho nèo á. Đúng mà hai đứa lộn hai phóng như kia sát bên mà không chứ ở tức mang một mốt gặp lại cô kiếm cá bự gặp lại tại tại đi hai trời mà có đầu gấp cũng hơi muốn nghẹn nữa hồi tao nữa ăn nhanh quá hai bao nhanh hết dễ thời luôn kiềm theo đói bụng hai hầu mà mạnh nào mới ghen ngày cơm có ăn cử ngày cơm có ăn cử phi về ăn tiếp bởi vì ăn dưới bụng cho bá mà thôi tạm biệt cái này nha bye bye, bye, bye. Đi mua luôn thầy quá ăn hà chào vừa tầm luôn